Thưa quý vị, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ là địa phương giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đây còn là nơi sinh ra và lớn lên của Trung tướng Nguyễn Bình, trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định Trung tướng Nguyễn Bình là người cộng sản kiên trung, người chỉ huy mưu lược, dũng cảm, quyết đoán, có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1908 tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ là người thông minh, ham học, thích đọc sách báo và chăm luyện võ nghệ. Ông sớm hình thành tư tưởng yêu nước và tinh thần cách mạng. Trong thời gian học ở Hải Phòng, Nguyễn Bình có điều kiện tiếp xúc với nhiều trí thức thông qua anh trai mình là Nguyễn Thế Nức, người trí thức yêu nước, tham gia sáng lập Hội Chí Chi và Hội Dục Anh. Ông Bình có tố chất từ nhỏ. Nghĩa là năm ông học tự học võ từ năm 8 tuổi. Mà cái thời đó là vải vóc quần áo là rất hiếm và rất khó. Thế là ông cứ buộc túm ống quần vào, xong ông cho cát mới sỏi vào trong ống quần, xong mà chạy nhảy. Và khi mà ông tập đến năm 11, 12 tuổi là lúc đấy là ông rất khỏe mạnh rồi. Tất nhiên là cái nhà ngày xưa thì nó cũng thấp, nó không cao như nhà bây giờ. Còn khi ông bỏ cái ống quần ra cái ống nhảy phốc cái lên mái nhà luôn. Đấy. Và ông theo nghề võ, học võ là từ năm 8 tuổi. Trận đánh đầu tiên của Trung tướng Nguyễn Bình diễn ra tại Hưng Yên. Đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945, đồng chí trực tiếp chỉ huy và tham gia đánh trận Đồn Bẩn Yên Nhân, thu được thắng lợi. Trận đánh này được coi là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Khi thực dân Pháp đánh chiếm rộng ra toàn Nam Bộ, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam chỉnh đốn phong trào kháng chiến và thống nhất các lực lượng vũ trang tại Nam Bộ. Tháng 12 năm 1945, ông được cử làm khu trưởng khu 7 Nam Bộ. Dưới sự chỉ huy của vị tướng tài ba này, các quân Việt cắt cứ gia nhập vào lực lượng vệ quốc đoàn. Năm 1948, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm trung tướng và là trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không phải tự nhiên Bác Hồ gửi ông ở chiến trường Nam Bộ, một cái vùng đất mà bên cạnh quân đội thực dân còn có rất nhiều những phe phái khác nhau, kể cả những cái thế lực có tính chất giang hồ, tứ chiến, nhưng mà rất cần một ngọn cờ tập hợp để mà đoàn kết lực lượng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Và năng lực của ông ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận và ông trở vào trong đó để có thể là củng cố lực lượng vũ trang cách mạng và xây dựng cái căn cứ cách mạng để chiến đấu lâu dài. Trung tướng Nguyễn Bình ta là có ba cái yếu tố: một là uy tướng, thứ hai là vấn đề nhân tướng, thứ ba là dũng tướng. Cho ba cái yếu tố đó đã quẹn vào ông Nguyễn Bình. Và khi được nhận Bác Hồ chỉ đạo vào trong Nam đó, thì bắt đầu vào đầu tiên là Sài Gòn và đồng thời tiến hành củng cố ngay lực lượng lãnh đạo trước, mời tất cả được là những vị tức là đứng đầu của các giáo phái, kể cả Phật giáo, rồi Cao Đài, Hòa Hảo, rồi Bình Xuyên ấy tập hợp lại, đồng thời biến từ cái đội quân đó trở thành một đội quân của cách mạng. Năm 1951, trên đường ra Bắc báo cáo Trung ương, Trung tướng Nguyễn Bình đã bị địch phục kích và hy sinh ngày 29 tháng 9 năm 1951 tại Campuchia. Khi đó ông mới 43 tuổi, để lại tổn thất lớn cho cách mạng Việt Nam. Đại tá Trịnh Thế Cường, năm nay 94 tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Giai Phạm, là một trong những người từng được gặp Trung tướng Nguyễn Bình khi ông về thăm quê hương thôn Yên Phú. Đại tá Cường vẫn nhớ như in hình dáng và tướng mạo oai phong của một vị tướng anh hùng. Khi đó ông về ông ăn mặc là trông oai lắm. Đấy, gươm này, gươm đeo đây này, súng ngắn này, bên súng ngắn bên gươm này, mũ kê pi trên này đỏ này. Ông tướng này là ông tướng nghĩa hiệp, không những đánh giặc, nhưng mà ông còn làm hiệp này, hiệp là hiệp sĩ mà. Tức là ai mà cậy chu côn cho bắt nạt người yếu thế đó, là ông mới trị cái thằng này. Năm 2018, tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với một số ban ngành trung ương tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu đều khẳng định Trung tướng Nguyễn Bình là một nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà quân sự tài năng, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Cũng trong năm 2018, nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình được khánh thành tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Đối với quê hương thì cũng xác định đây là một cái niềm rất là vinh dự và đã được đầu tư. Thì chính vì như vậy thì cũng là một cái địa chỉ để giáo dục truyền thống cho không những người con của quê hương mà
người con của khắp miền đất nước về đây để tham quan. Tự hào quê hương văn hiến cách mạng và anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Phạm đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Giai Phạm là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.